Mày có tiền mà, đúng không? Tiện, tôi đúng tiện. Có chịu gì đi đi. Nhưng mà Nhưng mà ở cách ba, rồi. Đồ ai quen, ủa đồ mình mà. Cháu chơi kỳ vậy cháu? Tự nhiên quăng gồi đồ con ra ngoài vậy cháu? Cái âm thanh gì mà nghe nó lùng bùng lỗ tai quá vậy ta? Cứ cầm lấy ha, trang trải đi, lúc nào dư dư người trả con cũng được. Tao không cần. Mày có biết là tao ngán mày đến tận cổ hay không? Tao suy sụp là tại mày đó. Đi đi. Mẹ muốn con nhìn thẳng vào vấn đề. Bây giờ con không phải là con gái của ông Trùm. Hơn 20 năm con sống như một công chúa. Còn bây giờ con là một lọ lem. Liệu con sống như thế nào? Còn ông đó, ông cũng đừng có lấy sức khỏe của mình để mà giữ chân con gái. Ông phải để cho nó có sự tự do của nó chứ.